Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập thứ tư của chương trình 3D Max cơ bản. Trong phần này thì chúng ta sẽ nói đến lệnh lót và boolean ha. Nhưng mà trong bài này thì chủ yếu chúng ta nói đến lệnh lót. Trong bài tập trước đây là bài tập số 3, chúng ta đã từng vẽ một cái lọ hoa ha, một cái lọ hoa tương tự như thế này, nhưng nó khác ở chỗ là lọ hoa chúng ta vẽ bằng lịch lát á, thì nó rất là tròn đều, ở bên trên này cũng tròn, ở dưới đây cũng tròn ha. Toàn bộ những cái phần này chỗ nào cũng như nhau, các xếp tiết diện của nó đều là những cái hình tròn. Đó là chúng ta sử dụng lịch lát. Còn các bạn quan sát cái bình hoa này, các bạn thấy là cái đường nét xếp tiết diện của nó rất là phức tạp ha. Ở bên trên này á là một cái hình ngôi sao bo gốc ha, nó giống như một cái hình cánh hoa, được không ạ? Ở đây lại là một cái hình tròn, ở đây cũng là những cái hình tròn nhé, ở đây cũng là hình tròn, nhưng mà ở dưới cùng lại là một cái hình đa giác, ở dưới đây lại là một cái hình đa giác. Đối với những cái trường hợp phức tạp như thế này thì chúng ta sẽ ứng dụng một cái lệnh gọi là lệnh lót ha, lệnh lót. Bây giờ chúng ta sẽ thử thao tác ha. Thì như tôi đã phân tích, các bạn thấy là chúng ta cần có một cái đường line. Đầu tiên cần có một cái đường line là chiều cao của cái bình hoa này. Thứ hai là chúng ta cần những cái xếp tiết diện. Xếp tiết diện thứ nhất là một cái star, một ngôi sao ha, một cái ngôi sao. Được chưa? Ngôi sao này có 8 cánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh. Được chưa? Ngôi sao 8 cánh. Một cái circle nhỏ, một circle lớn, một circle vừa vừa và một cái n-gon, một cái đa giác. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành. Ở đây tôi cho cái thông số chính xác, đó là cái line. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ trong vùng nhìn fence, vẽ một đường line với cái chiều dài xác định. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là keyboard entry, vẽ bằng cách nhập thông số từ bàn phím. Đầu tiên chúng ta lấy cái tọa độ của nó là XYZ bằng 0, Sbon 1 điểm. Và sau đó thì chúng ta sẽ lấy giá trị này có chiều dài là 120 đơn vị theo trục này đi lên đây chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ tính ở đây là trục X hay là Y các bạn? Ở đây rõ ràng là tính theo trục Y ha. Cho nên giá trị X và Z nó vẫn như cũ. Và giá trị trục Y thì chúng ta sẽ nhập cho nó là bằng 120 đơn vị. Ha, và chúng ta finish ha, chấm dứt. Đó là cách để chúng ta có thể vẽ ra một cái đoạn thẳng ha, với một cái kích thước chính xác. Rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ vẽ những cái xếp tiết diện. Xếp tiết diện thứ nhất là một cái ngôi sao ha, cũng là những cái đối tượng nằm trong nhóm xếp. Tại vì là lót cũng là một cái hình thức chuyển đổi các đối tượng 2D thành 3D, cho nên các đối tượng ban đầu của nó lúc nào cũng nằm trong nhánh xếp, tức là những đối tượng 2D. Ở đây tôi sẽ vẽ một cái star, một ngôi sao. Ngôi sao này có những thông số như sau. Thứ nhất là bán kính 1 tôi cho nó là bằng 28. Bán kính 2 bằng 22. Bán kính cái số cạnh số đỉnh của nó là bằng 8. Cái distortion biến dạng thì mình cứ để nguyên ha, không biến dạng. Cái fillet radius 1 tức là bo gốc cái bán kính thứ nhất thì mình sẽ cho nó bằng 6,04. Đó. Còn cái fillet radius 2 thì không có, tức là cái góc trong này chúng ta không cần phải bo gốc cho nó. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho một cái xếp tiết diện thứ hai là một cái circle. Circle này tôi cho bán kính của nó bằng 10. Cái circle tiếp theo thì tôi cho bán kính của nó bằng 35 ha. Cho nó to ra cái bụng to nhất của cái lọ hoa. Tiếp theo thì lại là một cái circle khác ở ngay cái gần đáy bình hoa. Thì chúng ta sẽ cho cái circle này khoảng bằng 14 đơn vị. Cuối cùng cái đáy lọ hoa thì mình sẽ sử dụng cái n-gon. Một cái n-gon. Một cái hình đa giác. Và với cái hình đa giác này chúng ta sẽ lấy thông số của nó là 24. Còn số cạnh của nó thì tôi cho nó bằng 8 ha. Corner radius tức là cái góc bo ha, mình sẽ cho nó bằng 3. Nó hơi bo góc ở bên ngoài đây một chút xíu.
Được chưa ạ? Như vậy thì chúng ta có tất cả là 5 cái xét tiếp diện, 1 đường dẫn và 5 xét tiếp diện. Tôi đặt cái xét tiếp diện này theo thứ tự từ trên xuống dưới luôn để cho chúng ta dễ nhìn ha. 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lệnh lót. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn đường dẫn ha. Thứ hai là chúng ta sẽ vào trong cái Pre-A Geometry Compound Object ha, Compound Object, và chọn lệnh lót. Khi bát bằng 0, với giá trị này thì tôi để ở cái dạng là percent, tức là tính theo tỷ lệ phần trăm. Đầu tiên bát bằng 0 thì tôi ghép xếp, tôi lấy cái đối tượng nào đây, ghép xếp 1, phải không ạ? Và các bạn để ý nè, trước khi tôi kích ghép xếp 1 thì các bạn lưu ý giùm tôi là đối tượng của mình hồi nãy các bạn có nhớ là chúng ta vẽ từ dưới này lên hay là ở trên xuống à? Cái đường line đó, cái đường line này rõ ràng tôi vẽ từ góc tọa độ đi lên đây, cho nên cái bát bằng 0% nó nằm ở bên dưới và bát bằng 100% nó nằm ở bên trên. Cho nên nếu như mà chúng ta lấy bát bằng 0 ha, bát bằng 0 mà chúng ta lấy cái xét ngôi sao này vào thì thành ra cái miệng bình hoa nằm ở bên dưới. Trước khi làm á thì tôi sẽ chuyển cái đối tượng chính của mình đang ở đây, tức là cái gốc của mình á đang nằm ở đây, thì tôi chuyển nó lên đây bằng cách là tôi chọn cái nút ở bên trên, chọn vertex ở bên trên và tôi chọn chức năng là make first, phải không ạ? Chọn chức năng là make first để đổi đầu lại, tức là giống như chúng ta vẽ từ trên xuống ha. Và bây giờ chúng ta quay trở lại, chọn lệnh lót. Bát bằng 0 thì tôi ghép xét ha, tôi lấy cái hình ngôi sao. Bát bằng 20%, tức là đến cái miệng, cái cổ bình hoa đó, bát bằng 20% thì tôi sẽ ghép xét thứ hai. Bát bằng 70% là khoảng ở dưới đây ha. Bát bằng 70% thì tôi sẽ ghép cái xét thứ ba, lấy thêm cái xét thứ ba vào. Bát bằng 90% thì mình sẽ lấy cái xét thứ tư ha, 90%. Lấy cái xét thứ tư. Và bát bằng 97%. Chúng ta sẽ lấy cái xét cuối cùng. Đó. Như vậy thì cơ bản cái lọ hoa của chúng ta nó đã giống như cái bài mẫu. Nhưng mà các bạn thấy cái lọ hoa hiện tại nó đang là một cái lọ hoa đặc ha, nó đóng kín cái phần đầu ở trên và đầu ở bên dưới của đối tượng, là một cái lọ hoa đặc. Do đó chúng ta muốn làm cho nó rộng hơn, hay làm cho nó rộng thì chúng ta sẽ có nhiều cách. Có nhiều cách để làm cho nó rộng đi. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ mở cái bảng modify ha, chọn đối tượng lốp, mở bảng modify. Trong cái nhánh skin parameter, trong bảng con skin parameter, chúng ta sẽ tắt cái chức năng là cup star này đi. Cup star tức là đóng kín cái phần đầu, cup end là đóng kín cái phần đuôi ha. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cần mở cái phần đầu này ra. Nhưng mà do các bạn nhìn vào bên trong, các bạn thấy nó rất là rộng ha, rộng ở bên trong, nó không có gì hết. Rồi chà, nó không thấy được cái mặt trong. Đó là do body mask mặc định á, thì nó chỉ cho chúng ta thấy được cái phần ngoài thôi. Còn cái phần bên trong, chỉ khi nào chúng ta áp chất liệu hai mặt ha, chất liệu dạng two side, thì chúng ta mới có thể thấy được cái mặt trong. Và bây giờ tôi thử chọn một cái chất liệu ha, chọn một chất liệu, bấm phím M để mở cái bảng này ra. Sau đó tôi kích vào cái nút lệnh diffuse, nó tôi chọn một cái màu nào đó cho cái lọ hoa. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm nhận true size, tức là chúng ta gán chất liệu này cho cả hai mặt của đối tượng, mặt trong và mặt ngoài. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh là assign material to selection, hoặc là chúng ta drag mouse thả vào lọ hoa cũng được. Vì chất liệu này được gán cho cả mặt trong và cả mặt ngoài, cho nên là các bạn thấy nó sẽ thấy được mặt trong của đối tượng. Cơ bản thì như thế này cũng được, phải không ạ? Nhưng sẵn đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách khác, một cách khác để chúng ta thấy được mặt trong của đối tượng và đồng thời nó thấy được cái bề dày của đối tượng. Còn cái ví dụ vừa rồi thì nó chỉ cho phép chúng ta thấy được mặt trong, chứ còn cái đối tượng này hoàn toàn rất là mỏng và nó không có thấy được cái bề dày.
Bây giờ chúng ta sẽ áp thêm vào đây một thứ gọi là cái lệnh sao. Lệnh sao. Lệnh sao này cho phép chúng ta tạo bề dày cho các đối tượng dạng như thế này. Ha. Và các bạn thấy nó có bề dày. Và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái độ dày này bằng cái giá trị outer amount hoặc là inner amount. Được chưa? Ha, bình hoa của chúng ta đã có được cái độ dày. Và chúng ta không cần phải đụng đến những chất liệu là hai mặt. Tại vì khi nó có bề dày thì nó cái mặt bên đây cũng gọi là cái mặt ngoài. Chừng nào mà cái khoảng cách, khoảng hở giữa hai cái mặt trong và mặt ngoài mới gọi là mặt trong. Được không ạ? Rồi, như vậy thì nó cũng chưa giống như cái bình hoa của cái phay gốc này. Tức là nó còn thêm một cái vấn đề nữa. Đó là cái ngấn, hai ngấn ở vị trí này. Và để thực hiện hai cái ngấn này thì chúng ta sẽ ứng dụng một cái phần nữa của lệnh lót. Chúng ta sẽ trở về lệnh lót. Được chưa? Trở về lệnh lót. Và mở cái bảng con cuối cùng ha, mở bảng con cuối cùng deformation. Mở bảng con cuối cùng ra có nhiều cái thuật toán. Cái này chúng ta đã học rồi phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái lệnh scale. Scale tức là chúng ta co giãn. Thay vì nếu như chúng ta không sử dụng cái lệnh này thì ở bên ngoài đó các bạn lót là tới đây chúng ta cho một xét tiết diện vào bên trong, một xét tiết diện sau đây, một xét tiết diện và cho nhiều xét tiết diện vào đây, cứ một cái lớn cái nhỏ, cái lớn cái nhỏ như vậy thì nó sẽ tạo cho chúng ta được một cái ngấn. Tuy nhiên nếu như những xét tiết diện này hoàn toàn bằng nhau cũng là tròn tròn giống nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chức năng scale để thay thế, phải không ạ? Và ở đây tôi cần co giãn đều, tức là co giãn trục X, Y, Z luôn. Cho nên tôi vẫn để ở chức năng cái ống khóa này ở đây ha. Chừng nào mà tôi co giãn có một trục X, một trục Y thì tôi sẽ tắt cái ống khóa này. Ống khóa này là cưỡng chế ha. Cưỡng chế co giãn đồng đều cả X và Y. Và bây giờ tôi sẽ chọn ở chức năng, đó là Insert ha, thêm nút. Và các bạn nhắm hướng nè. Bây giờ chúng ta thấy là nguyên toàn bộ cái này là 100%. Ngay tại vị trí này hồi nãy mình cho là 70%. Như vậy thì chúng ta sẽ cho một cái, ở đây thì tương ứng với chiều dài của đối tượng nè các bạn ha. Đây là giá trị tại 0%, đây là giá trị tại 100% ha. Còn cái giá trị ở bên dưới này nè, các bạn thấy từ đây xuống dưới đây thì đó là giá trị tỷ lệ scale ha, tỷ lệ scale. Tôi thêm vào đây một số nút lệnh. Một số nút. Được chưa? Tôi thêm vào đây một số nút. Khi mà thêm vào đây một số nút có ý nghĩa là hai cái nút tại vị trí này nó sẽ cố định. Nó sẽ cố định. Ở đây thì các bạn đoán được là nó khoảng cái phần bụng của đối tượng phải không ạ? Nó khoảng 60 mấy 70%. Bây giờ tôi sẽ thêm hai nút vào đây ha. Và tôi kéo hai nút này xuống. Khi mà tôi kéo xuống như thế này thì các bạn quan sát cái ngoài lọ hoa nè, nó sẽ bị lõm sâu vào bên trong. Do ở đây là tính theo tỷ lệ phần trăm, cái giá trị scale. Nếu như mà tôi tăng cái này lên trên thì cái này nó sẽ phồng ra bên ngoài. Tại vì giá trị này lớn hơn 100% phải không ạ? Đi lên trên là một là lớn hơn 100%. Còn đi xuống bên dưới là nó sẽ thụt vào bên trong. Và cái độ dài ngắn của cái này ha, nó có thụt vào bên trong nhiều ít là do cái giá trị chúng ta kéo xuống. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn hai cái nút ở bên dưới này ha. Chúng ta cần có hai cái nút ở ngay hai đầu để nó cố định cái đối tượng cũ. Chứ nếu như chúng ta chỉ thêm hai nút ở đây thôi ha, cái cụm này chỉ thêm hai nút thôi, chúng ta kéo xuống thì cái bình hoa của mình nó sẽ bị biến dạng ha. Chúng ta chỉ co giãn những cái nốt ở bên trong như thế này thôi. Và nếu như muốn cái đoạn này nó gần lại thì chúng ta kéo lại đây. Bây giờ chúng ta có thể dùng công cụ zoom để chúng ta zoom lớn cái phần này hơn một chút. Và chúng ta có thể thay đổi ha, thay đổi những cái khoảng cách này. Di chuyển lại gần hơn. Nếu như cảm thấy sâu quá thì chúng ta chỉnh lại cũng rất là dễ dàng ha.
Di chuyển xích lên là nó bớt cái độ sâu đi. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã có được một cái lọ hoa với có những cái điểm nhấn. Và nếu như những cái răng cưa này, những cái vòng xoáy này chúng ta muốn cao hơn nữa thì sao? Chúng ta chỉ cần di chuyển cái nhóm hồi nãy lên thôi không ạ? Đó. Nếu mà muốn cao hơn nữa đó, chúng ta có thể di chuyển nguyên cái nhóm này đi về đằng trước thì nó sẽ cao hơn ha. Được chưa? Và chúng ta chỉ cần gắn cho nó một cái chất liệu có cái độ bóng hơn một chút để cho nó đẹp thôi. Chứ còn cơ bản thì nó đã giống rồi. Chất liệu này tôi gắn vào cho đối tượng đang được chọn ha. Assign material to selection. Và chúng ta có thể tăng một chút về cái độ bóng. Có thể giảm bớt cái màu cho nó dịu xuống bớt. Được chưa? Và chúng ta sẽ render đối tượng này ra. Nếu như muốn có một cái nền trắng khi mình render thì chúng ta vào đâu ạ? Rendering environment. Và chúng ta sẽ thay cái màu đen của cái background này bằng màu trắng. Và sau đó chúng ta render lại. Được chưa các bạn? Nếu như các bạn cảm thấy ở cái đường này nó có hơi gợn sóng hay là có răng cưa thì chúng ta có thể thay đổi ha, có thể thay đổi. Thứ nhất là chúng ta có thể thay đổi giá trị là pastel. Được chưa? Pastel chúng ta tăng nó lên là 20. Thì bạn thấy cái đoạn này á nó sẽ trơn tru hơn ha. Tuy nhiên nếu mà tăng như thế này á thì nó sẽ rất là nặng ha, rất là nặng. Cho nên nếu như chúng ta chỉ muốn vẽ một cái lọ hoa để trưng bày thôi, hoặc là một vài đối tượng nho nhỏ, ít đối tượng thôi, thì chúng ta có thể thoải mái tăng chỉnh những cái xét tiết diện như thế này để cho nó tròn đều, cho nó đẹp, được không ạ? Còn nếu như mà chúng ta muốn đặt cái lọ hoa này vào trong một căn nhà, để trên một cái bàn hay một góc phòng nào đó, thì tốt nhất là chúng ta không nên tăng cái segment như vậy ha, không nên tăng cái step pastel như vậy, nó sẽ rất là nặng. Chúng ta kiểm tra thử cái này thì bạn thấy nó đến là 163.192 mặt là quá lớn không ạ? Render nó cũng sẽ nặng hơn. Thì dĩ nhiên là cái nét của nó rất là trơn, rất là mịn. Và chúng ta kết thúc bài tập ở đây.